Ngày xưa em như con chó rất tham ăn với lại nói nhiều. Ơi giời ơi sao lâu thế? Ba rồi, còn một người nữa. Chưa có tiền để nâng cấp còi đây. Mình thấy nâng cấp còi là cái rất là lãng phí. Mẹ tốn mấy chục nghìn chỉ là con còi. Nghe nó đi đĩ một chút. Mẹ vừa mới đâm cơn xe nát bét đầu rồi. Làm quả sai hoặc nào. Ấy à chết, lộn nút. Đây giờ mới đúng đây. Đợi đi lên đường vắng vắng một chút. Chơi. Oh fuck. Đây nha. Đây rồi. Đéo được. À, cái xe này không được nhỉ. Hai mình nâng cấp phanh rồi thế nó bị thế. Đúng rồi, đéo được. Thôi, chạy mẹ. Vào nhiệm vụ thôi. Không biết B là nhiệm vụ cuối hay là cái mở đầu đây. Không biết là vào ăn cắp máy bay hay là làm gì đây. Mong là vào nhiệm vụ cuối luôn. Cướp, cướp ngục cho nó vui. Cướp máy bay mãi chán lắm rồi. Lan trên xe sân. Nếu mà vào mà là một cái căn phòng khách mà đang đón cái thằng giao nhiệm vụ thì mệt đấy. Hóa ra đây lại nhiệm vụ cướp máy bay. Đẹp, cướp máy bay thật. So, Mr. Crest said we should About talk work, about work, but not here. but not here. Có phòng không? Ừ. So, is there a room in the back or something? Cool, I'll get set up. So, Mr. Crest said you might be able to help me out with something. Well, not me, so that's clear. It's not me you're going to be helping. And I want it understood that I am not involved. Đây là cái nhiệm vụ mở đầu của cái chuỗi nhiệm vụ hết cấp ngục. Thì đây là thằng giao nhiệm vụ là công khách hàng muốn được trốn ra khỏi ngục. Sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And this is one such time. Here he is. Đây là ảnh của người Maxim mà cần được giải cứu. You know the professor? Used to be head of research for the army. Three doctorates. Overconfident polymath, vain sociopath, tedious egomaniac, control freak, geneticist, weapons development engineer, car Thằng này cứ mải nói thôi còn chả ai nghe Accused of espionage along with everything else? You don't cả. remember? Well, Mọi người cứ mải những lucky cái ảnh. you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to puke. He's a goddamn traitor. I mean, he's a rat, but he pays. Incarcerated for a crime he did commit, but well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them one at a time, but any way you like. Standard op for a gov fact breakout, if you know what I mean. Rad. All right, first thing's a plane. Then we got a bus and two things. Đứa ảnh the inmate transfer schedule and Rashkovsky's car. More on that later. Để nó đang phổ biến lại à, những việc cần làm. Đầu tiên là có cái máy bay để tẩu thoát. Một cái xe buýt chở tù để đóng giả làm tù nhân đi vào trong đấy. Một cái đồn cảnh sát là để vào trong đấy ăn trộm cái tài liệu, tiêu hủy mọi chứng cứ tài liệu về cái thằng người mình cần giải cứu ấy. Play it cool, you might not have a problem. That's a two-person job, max. The other two-hander is our guy's prized Casco. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft ring. Okay, Mr. Crest said you guys are at least semi-competent, so, well, Professor Reshkovsky pays well. Tiền, 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 tiền. Mình đoán là thằng này nó sẽ chọn cái nhiệm vụ là ăn cắp máy bay đầu tiên. Mình không phải chủ phòng cho nên mình không quyết được cái gì hết. Cơ máy bay thật. Trang phục thì là... Tại sao nó không để cái trang phục là của... Ai có bộ nào thì mặc bộ đấy đi. Mình mặc cái bộ mình thích.
mặc mấy cái bộ nó đưa ra xấu quá mẹ. Đấy, xấu như kích. Mày không được lái máy bay rồi. Không sao. Lái máy bay làm gì? Mệt người. Mặc bộ này cho nó khoe body. Mình sẽ đi con chống đạn để phòng tiêu không có. Đeo cái mặt nạ thì nó ngầu ngầu tí chơi. Không có... À đây, mấy cái này đi. Sick. I'm ready. Xem nào, 41, 51. À đâu, 41 là mình, 23 là thằng không tập, 23 là ngon rồi. Ui, thằng level cao nhất lại chọn lái máy bay. Chắc bọn này nó có xe rồi. Mình khả năng lên xe bọn nó ngồi cho tiện. Ngồi trong xe ngắm bắn ra nó auto mà, bắn sướng lắm. Mong là cái thằng lái xe nó không lát thôi chứ còn mình thích ngồi sau xe người khác hơn. Đấy, nó có xe đạp kia kìa. Đừng có chọn xe tôi. Được. Con xe đỏ này. Đẹp đây. Đi chung một xe đi. Oh fuck. Hỏng xe rồi. Hey 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 hey. Tôi đi với cậu, tôi đi với cậu. Thằng kia hỏng xe rồi. Cửa thế thì chống đạn cho mẹ đi. Hello. Mình không chọn được tay để chửi nó rồi. Đi nhanh đi. Mẹ em. Không thể hiểu tại sao bọn nó lại đi cái xe củi bắp kia được. Gãy cửa thế thì chống đạn cái gì nữa. Ui dồi, lái cẩn thận chứ mày. Nguy hiểm thế mẹ luôn. Ê, xe đồng đội đang ở phía trên. Tên tên, tên tên. Tên tên, tên tên, tên tên. Ở sao mình đi xuống mà nó lại có cái... À, nó hiện cả cái tên Crew và thằng ấy lên. Đi cẩn thận mày. Xe trắng đẹp đấy. Bình thường hồi mới vào mình chơi mình thường nạp tiền để mình mua mấy cái xe thể thao hai chỗ. Bây giờ mới biết là ngu. Thế là mình phải mua ngay một con xe chống đạn như thế này. Nó rất là lợi. Ngồi trong xe bắn ra thoải mái. Cùng lắm mất tí máu. Nếu có giáp thì cùng lắm mất tí giáp. Không hề hấn gì. Trừ khi bắn bazooka hay là đáp lựu đạn thì xe nổ thôi. Chứ bọn nó bắn cả ngày xe đéo làm sao. Ngồi trong này có thể gọi là an toàn tuyệt đối. Còn 3 cây số nữa. Xe này không bật radio được à? Được, thằng này được đấy. Nó đi đúng hướng mình muốn đấy. Cái gì đấy? Đi đường tắt thì nhanh, mà nếu mà đi như thế này thì không nhanh bằng bọn đi đường thường rồi. Đấy, nó đi trước rồi kìa. À! Oh fuck you. Đi thế nữa. Tao đi xuống đầu mày xem mày có đi nhanh hơn không. Đi nhanh lên cho tao. Mày nhìn cái gì? Sợ chưa? Mày không hiểu nếu mà ngồi cái xe này mà chơi góc nhìn thứ nhất thì bắn cửa đéo luôn. Hãy nhìn thấy cái đéo luôn. Ôi, chóng mặt quá. Có lẽ mình nên nhìn tầm nhìn ngoài cho nó sướng. Đã cái mắt. Cũng sắp đến rồi. Cái xe này lúc nó vào số nghe nay rồi đấy. Một phát. Mình không hiểu về động cơ xe là những nhưng mà nghe là rất hay. Đấy lát đấy. Mẹ. Teleport một phát. Equip mặt nạ.
Nhanh lên nhanh lên, tôi muốn bắn nhau, tôi kiếm điểm. Bắn nhau đây, đừng ra khỏi xe là được. Cứ ở trong xe. Nào, vào đây. Vào đây, vào đây, vào đây, vào đây. Đi đi. Nhanh lên, nhanh lên. Tôi sẽ bắn hết. Mày thích gì, mày thích gì? Tao sẽ giết hết bọn mày. Có thằng góc kia đâu. Sao đâu vậy? Hồi đó không có cái xe chống đạn này nhá, bắn nhau đoạn này vất vả lắm, đông. Hồi đấy súng còn level thấp nữa. Rồi, chúng ta phải lấy máy bay sớm đấy. Chứ từ từ, sao phải vội vàng vậy trời. Chết mẹ mày đi. Đâu thằng nào nữa. Ngược góc rồi, chỗ này không bắn được. Mẹ, cái góc đây nó bắn ra đi. Mẹ mày, thằng đấy cố tình nó lái chỗ này để mình không bắn được đây mà. Ừ vai thật. Xong. Vai thật. Trời ơi, đi thôi. Đi ra khỏi đây nào, chờ cái thằng lái máy bay nó đáp máy bay xuống sân bay là xong. Thằng kia đâu? À hả? Mình có thể xem đồng đội nó lái như nào không ta? Không xem được. Thằng đấy đang lái xe đấy, đi được. Đứng đi tâm sự bọn này vậy. Bỏ mẹ mặt nạ thôi. Góc nhìn cứ tối tối tối. Đeo ra điều cho lõi. À, nó đánh dấu sẵn bản đồ rồi, tốt, mình đang định đánh dấu. Đến đây mà. Thằng này sẽ đến đây, đánh dấu ở đây mà đến cho nó nhanh. Ờ, à, cũng là một cách. Lên bản đồ xem đồng đội nó lái. Đỡ sốt ruột. Giờ thì xong nhiệm vụ rồi, mình đi đâu thì đi thôi, kệ mẹ vào nó, lái đâu lái. Mình cứ đi xem thằng này nó bay như nào đó. Đáp xuống rồi. Thằng này lái nhanh phết đấy. Đây, vào trong cái nhà này. Nó hạ cánh rồi. Thấy tốc độ chậm. Ngon.
Yo, vậy là xong rồi, nó là sao máy mày. Ok bê đã xong. Nhìn tao, sợ không? Mình chắc chạy được Platinum rồi. Bắn ít quá, mẹ thằng ấy đi chậm. Bắn nhiều nhất vẫn được, mặc dù không lái máy bay. Ê, trời ơi, đó. Đồng đội mà có con xe này rất là sướng, mình chui vào trong, mình cứ bắn vào trong ra rồi. Cầm tay cầm auto aim ngồi trong bắn ra. Bây giờ respawn lại thì anh em lại đang đứng hút thuốc ở cổng sân bay, chờ đợi cho cái nhiệm vụ tiếp theo, setup tiếp theo. Nếu mà nó mời mình thì tốt, không thì mình lại đi tìm một nhiệm vụ khác vậy. Các bạn xem video này nếu mà chơi GTA 5 online thì nhớ add friend mình nhé, tên mình dễ nhớ lắm, Diệp Gen, ở đâu cũng vậy. Chơi với bạn bè cùng múi giờ nó vẫn vui hơn. Mình có mấy thằng bạn người Nga ấy, lại đó là tiếng Anh cơ, mình viết nó đéo hiểu. Sau đó thì là múi giờ không cùng, chơi cái tầm đêm này không được, phải chơi tầm rạng sáng bọn nó ngủ dậy bọn nó chơi. Hoặc là thằng nào thức đêm thì mình cũng phải thức đêm muộn hơn bọn đó. Nha, hẹn gặp lại các bạn trong các video sau nha.